Theo Thống đốc Ngân hàng Séc cho biết, quyết định được đưa ra dựa trên một dự báo kinh tế vĩ mô mới, cùng với đó là mức tăng đáng kể của các thị trường lãi suất vào đầu năm nay. Do đó, ngân hàng đang tiếp tục phản ứng với áp lực giá cả tăng mạnh từ cả nền kinh tế trong và ngoài nước. Việc tăng lãi suất sẽ đảm bảo rằng lạm phát sẽ quay trở lại gần hơn với mục tiêu 2%.